Bài 2 có cái nội dung đó là nói về vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ. Thì trong bài số 2 này nó có một số cái nội dung chính như sau. Thứ nhất là số 1 vị trí địa lý. Rồi thứ hai là phạm vi lãnh thổ. Và thứ ba là ý nghĩa của vị trí địa lý Việt Nam. Rồi đây là hai cái trang atlas mà chúng ta có thể tham khảo, chúng ta tìm hiểu đối với cái bài số 2. Nhất là cái trang ký hiệu chung thì nó gồm có tổng thể tất cả các ký hiệu được thể hiện trên cái cuốn atlas mà chúng ta đang sử dụng. Và thứ hai là cái hai trang tiếp theo mà chúng ta cần tìm hiểu là trang 4 và trang 5 của atlas địa lý Việt Nam. Chúng ta tiếp tục đi vào cái mục thứ nhất, đó là mục số 1 nhỏ nói về vị trí địa lý. Thì trong mục số 1 này chúng ta cần tìm hiểu một số nội dung chính của cái phần vị trí địa lý. Thứ nhất là về vị trí, thứ hai là về cái tiếp giáp, và thứ ba là cái tọa độ, và thứ tư là cái đặc điểm. Chúng ta quan sát sách giáo khoa trang 13 địa lý Việt Nam để chúng ta có thể trình bày được các cái nội dung của cái phần vị trí địa lý. Thì qua tham khảo chúng ta quan sát tìm hiểu thì chúng ta trình bày được các cái nội dung chính của cái phần vị trí địa lý. Thứ nhất là nước ta nằm ở phía đông của bán đảo Đông Dương và gần trung tâm của khu vực Đông Nam Á. Thứ hai đó là cái phần tiếp giáp, thì phía bắc chúng ta giáp với Trung Quốc, phía tây là giáp với Lào, Campuchia, rồi phía đông, đông nam và phía nam là giáp Biển Đông. Tiếp tục qua cái phần tọa độ thì chúng ta có các cái điểm cực kể cả trên đất liền và kể cả trên biển. Thì nhất là điểm cực bắc chúng ta nằm ở cái vĩ độ là 23 độ 23 phút bắc tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Và điểm cực bắc thì chúng ta quan sát, chúng ta xem trong atlas thì nó không có cái điểm cực trên biển. Tiếp theo là điểm cực nam nằm ở vĩ độ là 8 độ 34 phút bắc tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Điểm cực nam thì mấy em quan sát trong atlas thì chúng ta có thể thấy được là điểm cực nam của mình có điểm cực nằm trên biển và nó kéo dài đến khoảng cái vĩ độ là 6 độ 50 phút bắc. Tiếp tục là điểm cực tây nằm ở cái kinh độ là 102 độ 09 phút đông tại xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Và điểm cực tây thì chúng ta quan sát thấy được là có cái điểm cực tây trên biển và nó kéo dài khoảng đến 101 độ đông. Và tiếp theo là điểm cực đông. Điểm cực đông thì chúng ta thấy là nằm ở cái kinh độ là 109 độ 24 phút đông tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Và điểm cực đông của thì chúng ta thì có kéo dài trên biển, nó bao luôn cả hai cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và đến kinh độ là khoảng 117 độ 20 phút đông. Tiếp tục chúng ta qua cái phần đặc điểm. Thì nhất là nằm trong vùng nội chu tuyến Bắc Bán Cầu. Thứ hai là vừa gắn với lục địa ở Âu và thông ra Thái Bình Dương. Và cái đặc điểm thứ ba đó là đại bộ phận lãnh thổ nước ta nằm trong múi giờ số 7. Thì đó là toàn bộ cái phần vị trí địa lý. Sau đây thầy sẽ định vị cho các em nắm được cơ bản là một số cái ý chính của phần số 1 nhỏ. Thì đây là hình ảnh nói về các cái điểm cực của Việt Nam. Ở đây là điểm cực bắc này đây, nó có cái hình ngôi sao này ha, tương ứng. Rồi điểm cực đông thì đây là điểm cực đông này, và cái thứ ba là điểm cực nam là đây, vị trí đây, đây là hình ảnh. Và cái cuối cùng là điểm cực tây, đây là mấy cái ngôi sao này. Chúng ta sang một số 2 nhỏ là phạm vi lãnh thổ. Thì phạm vi lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm ba bộ phận, đó là vùng đất, vùng biển và vùng trời. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái phần đầu tiên, đó là cái vùng đất. Thì vùng đất của nước ta gồm đất liền các hải đảo với diện tích là 331.212 km². Đường biên giới dài khoảng 4.600 km. Đây là toàn bộ cái đường biên giới trên đất liền của nước ta, tiếp giáp với ba quốc gia. Nó dài khoảng 4.600 km. Phía bắc là chúng ta giáp với Trung Quốc,
và nó kéo dài hơn 1.400 km. Rồi phía tây là chúng ta giáp với Lào, dài 2.100 km, và Campuchia là dài 1.100 km. Phía đông và đông nam và phía nam thì là chúng ta giáp biển ha. Đây, đây là cái đường bờ biển của chúng ta kìa, và nó kéo dài 3.260 km từ Móng Cái đến Hà Tiên. À, Móng Cái là của Quảng Ninh, còn Hà Tiên là của Kiên Giang. Rồi ở ngoài khơi xa của Việt Nam chúng ta thì có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và các hải đảo nước ta thì có trên 4.000 đảo lớn nhỏ. Thì đó là một số cái nội dung chính nói về cái vùng đất của nước ta. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua cái nội dung thứ hai trong cái phần phạm vi lãnh thổ, đó là cái vùng biển. Đây là cái sơ đồ vùng biển Việt Nam. Thì vùng biển của nước ta nó được chia ra làm 5 bộ phận. Nhất là cái vùng nội thủy. Thì vùng nội thủy là cái vùng biển nằm ở phía trong đường cơ sở nè. Thì cái này thì nói sơ qua một cái cho các em nắm, rồi sau đó cho các em xem nội dung chi tiết. Thì về cơ bản, nắm cơ bản cái này là vùng nội thủy là cái vùng mà nằm phía trong đường cơ sở. Đây chính là cái vùng nội thủy nè, đây là đường cơ sở ha, theo quy ước là như thế. Rồi đó là cái vùng nhất. Cái vùng biển thứ hai là cái vùng lãnh hải. Thì cái vùng này nó rộng khoảng 12 hải lý. Rồi chúng ta đo từ đường cơ sở đo ra là 12 hải lý. Thì cái vùng này chính là cái vùng lãnh hải. Tiếp tục, vùng thứ ba là cái vùng tiếp giáp lãnh hải. Thì cũng là rộng 12 hải lý luôn. Và chúng ta đo từ cái đường biên giới của cái vùng lãnh hải đo ra là 12 hải lý. Các em xem vị trí giới hạn trước đi một chút thì cho các em biết được cái ý nghĩa của nó. Rồi thứ ba, thứ tư là cái vùng đặc quyền kinh tế. Thì vùng này rộng 200 hải lý tính từ cái đường cơ sở tính ra. À, đây là cái giới hạn của cái vùng đặc quyền kinh tế. Và thứ năm là vùng thềm lục địa. À, thềm lục địa. Thì các em xem cái thềm lục địa là cái chữ màu trắng này ha, nó nằm ở phía dưới nè. Thì cái vùng biển này nó quy định đó, phần ngầm ở dưới biển và lòng đất dưới đáy biển. Và nó kéo dài đến cái độ sâu là khoảng 200 mét hoặc là hơn nữa. Đó là theo cái quy ước của luật biển quốc tế nó như thế. Rồi, đó là về cơ bản thì chúng ta nắm được cái vị trí của 5 cái vùng biển của nước ta. Rồi, sau đây là chúng ta xem cái nội dung chi tiết ha. Nó gồm cái phần giới hạn và phần ý nghĩa. Thì vừa rồi là các em vừa nắm sơ lược qua về cái phần giới hạn của các vùng biển đó. Rồi, đây là một số cái nội dung cơ bản mà thầy tóm gọn lại cho các em. Rồi, bây giờ cái vùng biển nhất là cái vùng nội thủy nè. Thì hồi nãy thầy có nói rồi về giới hạn cơ bản rồi đó ha. Tiếp theo là cái phần ý nghĩa thì chúng ta xem luôn là được xem như là một bộ phận lãnh thổ trên đất liền của nước ta. Rồi, thứ hai là cái vùng lãnh hải. Thì vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển rộng 12 lý. Đây là cái phần giới hạn này thầy có nói rồi đó ha. Tiếp theo là cái phần ý nghĩa. Ranh giới lãnh hải là đường biên giới quốc gia trên biển. Đây là cái nội dung quan trọng mà chúng ta có thể nắm. Tại vì cái ý này cũng là những trong những ý mà là thường cho các em trong các câu hỏi thi ha, các câu hỏi thi mà tốt nghiệp á. Vùng thứ ba là cái vùng tiếp giáp lãnh hải. Thì vùng biển này giới hạn cũng là rộng 12 hải lý. Ý nghĩa là nước ta có quyền thực hiện các biện pháp để bảo vệ an ninh quốc phòng, kiểm soát thế quen, các quy định về y tế và môi trường. Đây là những cái ý quan trọng của cái đặc điểm, cái ý nghĩa của cái vùng biển thứ ba, đó là vùng tiếp giáp lãnh hải. Thứ tư là vùng đặc quyền kinh tế. Thì vùng biển này rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở ha, thì đã thầy có chỉ rồi. Và ý nghĩa của nó là đây là cái vùng biển mà nước ta có chủ quyền hoàn toàn về kinh tế. Nhưng mà tuy nhiên thì các cái quốc gia khác thì họ có thể đặt ống dẫn dầu, dây cáp ngầm và tàu thuyền, máy bay của nước ngoài được tự do hoạt động hàng hải và hàng không theo Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Thì Việt Nam mình hoàn toàn có chủ quyền về kinh tế, nhưng mà nước ngoài họ được những cái quyền như thế. Và cái phần thứ năm là cái vùng thềm lục địa. Thì cái vùng này nó có cái giới hạn là phần ngầm dưới biển và lòng đất dưới đáy biển có độ sâu khoảng 200 m hoặc là sâu hơn nữa ha. Và ý nghĩa là nước ta cũng có chủ quyền hoàn toàn về thăm dò, khai thác, bảo vệ và quản lý các tài nguyên. Thì đó là một số cái nội dung quan trọng cốt lõi của cái vùng biển nước ta. Tuy nhiên thì nó còn có một số cái nội dung khác nữa. Ví dụ như đây là cái vùng biển rộng. Vùng biển nước ta kiểm soát thì nó có cái
diện tích là khoảng 1 triệu km vuông. Đó là cái diện tích mà Việt Nam mình sở hữu đó. Và một cái ý tiếp theo nữa mà chúng ta có thể nắm luôn, đó là cái vùng biển của Việt Nam thì tiếp giáp với vùng biển của 8 nước. Chúng ta có thể tham khảo như là Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapore, Thái Lan và Campuchia. Rồi, tiếp tục. Chúng ta qua một cái nội dung tiếp theo. Đó là cái vùng trời. Thì vùng trời là khoảng không gian bao trùm lên lãnh thổ nước ta. Vùng trời được xác định như sau. Ở trên đất liền thì được xác định bằng các cái đường biên giới trên biển, là ranh giới bên ngoài của lãnh hải và không gian của các đảo. Chúng ta qua cái nội dung tiếp theo. Đó là ý nghĩa của cái vị trí địa lý Việt Nam. Một số bài nhỏ. Đây là cái nội dung mà chúng ta gồm có hai ý. Thứ nhất là về ý nghĩa về tự nhiên, và thứ hai là ý nghĩa về kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng. Chúng ta đi vào phần nhất, đó là ý nghĩa về tự nhiên. Thì trong cái ý nghĩa về tự nhiên của vị trí địa lý Việt Nam thì nó bao gồm những cái nội dung chính là như thế nào? Để chúng ta quan sát trang 16 để chúng ta tìm hiểu cái ý này ha. Thì về tự nhiên chúng ta có một số cái ý nghĩa như sau. Thứ nhất là với cái vị trí địa lý như thế này thì chúng ta quy định tính chất nhiệt đới ẩm trong mùa của thiên nhiên Việt Nam, đó là ý nghĩa đầu tiên. Tức là thiên nhiên của nước ta mang rất là nhiệt đới ẩm trong mùa đó. Thứ hai là thiên nhiên nước ta chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển, và chính vì lý do này mà các thảm thực vật ở nước ta thì nó có cái bốn mùa xanh tốt, rồi nó giàu sức sống, khác hẳn với thiên nhiên ở một số cái nước có cùng vĩ độ của nước ta như là khu vực Tây Nam Á và Bắc Phi. Thứ ba là tài nguyên khoáng sản và tài nguyên sinh vật phong phú. Thì vì sao mà nước ta có cái tài nguyên khoáng sản và tài nguyên sinh vật phong phú? Ví dụ như là trong cái đề thi tốt nghiệp người ta hỏi cái như thế. Thì bởi vì nước ta nằm ở cái vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương, liền kề với cái vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương và vành đai sinh khoáng Địa Trung Hải, rồi nằm trên cái đường di lưu và di cư của nhiều loài động thực vật, nên đó là cái lý do mà nước ta có nhiều tài nguyên khoáng sản và tài nguyên sinh vật. Thứ tư là tạo nên sự phân hóa đa dạng về tự nhiên giữa các vùng miền. Và cái cuối cùng, đây là nội dung ý nghĩa mà chúng ta không mong muốn, là nước ta nằm trong cái vùng có nhiều thiên tai như là bão, lũ lụt, hạn hán, nên cần có nhiều cái biện pháp mà phòng chống. Chúng ta sang cái ý nghĩa thứ B nhỏ, đó là ý nghĩa về kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng. Rồi, nhất là về kinh tế. Thì chúng ta có một số cái ý nghĩa về kinh tế như sau. Đầu tiên là chúng ta có thể dễ dàng giao lưu với các nước. Do chúng ta nằm trên cái ngã tư của đường hàng hải và quốc tế quan trọng, rồi chúng ta có nhiều hải cảng lớn như là Cái Lân, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn, rồi chúng ta có nhiều sân bay quốc tế như là nội bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất. Đó là một số cái điều kiện mà giúp chúng ta có thể thuận lợi dễ dàng giao lưu với các nước. Thứ hai là cửa ngõ ra biển cho các nước trong khu vực như là Lào, rồi Thái Lan, Campuchia, v.v. Thứ ba là tạo điều kiện phát triển các ngành kinh tế, thực hiện chính sách mở cửa hội nhập và thu hút đầu tư của nước ngoài. Đó là một số cái ý nghĩa cơ bản về kinh tế mà các em cần nắm. Tiếp theo là ý nghĩa về văn hóa xã hội. Thì với cái vị trí địa lý như thế này, chúng ta có thể là tạo điều kiện lợi cho chúng ta chung sống hòa bình, hợp tác hữu nghị và cùng phát triển với các nước trong khu vực. Và cái ý nghĩa thứ ba là ý nghĩa về quốc phòng. Thì chúng ta có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về quốc phòng trong khu vực Đông Nam Á. Nội dung chia sẻ trong video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mời các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.